Tối nay là xả đầm từ lầu 4 xuống á. Thương em biết bao lâu nay. Ngồi đó đi con. Ngại ngùng đường xa không nói. Bay bớt kêu tao chơi bớt luyện não giùm tao cái đang là đang không long ố ve Ngọc Trinh Nguyễn Ngọc Ngọc Trinh Nguyễn một cái đầm 200.000 sale cho thêm miếng nước chè trong tủ đông Ngọc Trinh Nguyễn nè với lại lấy cái bộ dài 208 của Ngọc Trinh Nguyễn nè rồi bộ này chiều bán quá trời luôn. Trời ơi tôi tuyên bố nha. Tuyên bố với mấy chị là cái bộ dài nha. Ủa anh ơi lấy cái bộ đồ của Ly Hồ vô đây anh. Bà nội cha nó chiều bị bộ đồ bị dính nè. Đưa đổi của Ly Hồ đổi cái size đi. À không không đưa đây. Đưa đây đưa vô đây. Thảo Beo đổi cái bộ này của Thảo Beo nè. Đưa cái bộ ba hai ịt lại. Rồi đưa hai cái bộ đồ của Ly Hồ em kiểm tra thử. Đây. Thảo Beo đổi bộ này nè. Đổi bộ này nha Thảo Beo. 30, 31, 26 là cái gì bà nội? Đâu rồi cái bộ này của máy nãy kêu ai à? Cái gì mà đầu tiên hồi nãy đưa cái đầm này 200 á? Ngọc Trinh Nguyễn. Rồi Ngọc Trinh Nguyễn 208 nè. Hello cái gì 3434 vậy bà nội? Cái gì mà 34? Vụ gì ai chết? Euro Phạm và Trần Xuyên để chia sẻ nè. Xíu cho em bộ này 83kg nè. Ai? Ở tí ơi, ở trước có một cái bộ vest mà 260 con lấy bộ vest vô đây gì? Bộ vest 260. Có bao có cái bao gì bộ vest 260. Comment lên mấy chị ơi, bấm nút chia sẻ giùm em với. Trời ơi, gì riết rồi nay like có 41 người, trời riết. Bán kiểu này chắc em đi đứng được. À, bà Đỗ Quỳnh Như bà đang tính số. Trời ơi, 41 là con số cuối cùng. Ngày mai quýnh 41 ra ba lô nha mấy chị nha. Sai gì vậy con? Phải không vậy? Trời ơi, chậm má, trời ơi. Trời ơi, bữa nào quên bán bộ này luôn á. Đưa cái bao viết đó vô hỏi con. À, đù, má nó thiệt. Ôi, bà, rồi, kiếm tiếp bao viết 260. Trời ơi, bao viết này mà ai hỏi kêu hết. Tôi đúng là một cái con âm binh đầu đinh, ta nói thiệt. Tôi không biết diễn tả về cái độ âm binh đầu đinh của tôi sao luôn á. Còn bộ viết 260. Ghi chịu Thảo Diệp baby. Thảo Diệp. Bộ viết 260. Đưa nguyên cái bao lên luôn con ơi. Rồi em bị khùng lắm rồi. Mấy chị chờ em chốt lấy cái bộ vest đó size L ra chị coi rồi. Trời ơi. Chết luôn hết trời. Trời ơi chờ em chút nha em vô cái. Trời ơi em bị khùng rồi chết rồi em bị khùng rồi. Bộ vest mới về tối hôm qua 260, phải 260 không vậy? Đúng rồi 260. Bộ vest mới về 260 này lấy size 2 để cho Thảo Diệp đây. Coi trong tin nhắn Bi phải Thảo, bấy luôn. Phải cô Thảo Diệp đặt bộ vest này không? Bộ này là 260.000 nè. Chị nào chưa chốt bộ này chốt lên giúp giùm em nha. Bộ này dễ thương lắm. Kèm với lại là chân váy quần. Trời ơi thiệt. Đây. Bộ này là 260.000 nha quý vị. 260.000 bộ này ha. Alo chị Thu Hồi. Bộ vest này là cũng mới về nè. Bộ này là chân váy quần nha mấy chị nha. Bộ vest này chân váy quần à, vest có viền trắng. Chốt giùm em vest viền trắng. Đây. Vest viền trắng. Có cái móc nào không không đây không vậy? Đây là vest viền trắng nè mấy chị. Vest viền trắng ha. Hôm nay em sẽ lên đầm cho mấy chị nè. Em lên đầm em cho một tí nó chạy lòi cứt luôn. Uyên Vi nào kêu chưa nhận đồ ạ à?
À thấy rồi, soạn hàng cho Ngọc Trinh rồi. Bỏ vô lại bộ vest nè. Bộ vest quần váy. Bộ vest quần váy để yên đây nha, để sách vô đây, sách vô tường này. Nè. Hồi chiều nay em có một cái bộ. Hồi chiều nay em có một cái bộ mấy chị mà nó bị dính mực, chờ em chút. Em chọt cái bút lông vô cái lỗ đó, cái lỗ hổng không gian tình yêu đó. Và nó bị cái lỗ đó. Anh Văn Uyên Vy gì nhắn tin chưa nhận hàng gì đó anh ơi. Thuy Bùi lấy bộ này 90 kg nè Bi. Bộ beo không? Bộ rêu, bộ bên này. Lấy bộ beo hai cho Thuy Bùi. Anh ghi giùm em Thuy Bùi đi. Thuy Bùi cái bill này không tính ship nha. Mấy chị chờ em chút, em giải quyết mấy cái bill đặt này xong cái em giải quyết mấy chị ha. Rồi, 240. Thi bùa bill, thi bill không tính ship ha. Bé lồn ở trước có cái đầm beo 260 con, lấy size 2X cho chị Vương Hằng. Thấy đầm beo 260 không? Bộ này nè. Bộ này chiều nay làm sóng làm gió nhưng mà hết hàng rồi nha. Cho em xem bộ dài. Bộ này là em còn, nếu mà chị nào 90 kg thì em còn đúng cái bộ dính mực. Và bộ dính mực em sẽ bán lỗ cho mấy chị. Em nói mấy chị cái này là cái nơ nè. Trời, cái bộ này nó xinh lắm luôn á. Mà kèm với quần dài hả mấy chị, coi cái gân ở sau nó chạy cái đường gân à. Cái bộ này mấy chị mặc lên, tao nói dán ra dán, eo ra eo, phọt ra phọt. Đẹp mê say. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đẹp mà không có tưởng tượng được đâu nha. Đây nè chị Hương, hello chị Thu Hoài. Đây nè, đây là bộ dài nè. Rồi chốt giùm em bộ dài 280.000, vải co giãn mê say. Đầm, bao đầm beo mà con. Bao đầm beo ngay đâu đây nè, 260 con, coi cái bao đầm giá chưa. Kêu cái bao đầm beo 260.000 mà lấy cái đầm này chị coi, hồi bỏ vô lại lộn giải tiếp nè. Mày hết tí rồi tao mày nữa. Rồi bộ dài, chị nào lấy bộ dính mực em sẽ bán cho mấy chị là 220.000, tại vì nó dính chút xíu vậy. Về mấy chị ngâm Omo hay Comfort Omo, ngâm Omo đi nó sẽ ra 200, thôi tính mấy chị 201 đi. Em chỉ có đúng một bộ 90 kg bị dính mực, cái chấm của bút lông nó lọt vô cái ô khe cửa tình yêu đó. Nó bị dính đúng bộ đó 90 kg. Kiếm ơi. Đây nè. Đây nè. Em bộ đó nghe chị phải gửi cho em bà con. Đúng rồi Ngọc Trinh Nguyễn, bộ này 208 có rồi. Sai hay. Dính mực của chị Tâm Trương đâu chị? Dính mực của chị Tâm Trương. Nè của chị Tâm Trương nè. Tâm Trương ha. Ghi cô Tâm Trương 201 á. Một chút bút lông. Không mà bộ này đẹp lắm. Bộ này em nói mấy chị phọt cái red lên đẹp vô số kể. Size 2 nha, của chị Vương Hằng 260. Đẹp vô số kể luôn. Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi. Tí lên lầu 4 con. Lên cái lầu trên cùng từ phòng bé lùng xuống nha. Lấy 5 cái đầm xuống trước, 5 hay 6 hay 7 cái gì cũng được, nhưng mà lấy bao nào phải nhớ nha. Để chút nữa chia ra lại. Bộ này là ở đây là cái form này là mấy chị đi ấy được nè. Đi đâu ta? Đại khái mấy chị muốn đi đâu mấy chị đi. Bộ dài này nó là cái tay con chứ không phải nó không có tay nha mấy chị. Nó là tay con, nó không phải không có tay đâu, cho nên mấy chị đừng có nghĩ là nó không có tay. Tại vì khi mặc cái tay nó sẽ ra như thế này nè. Đó, nó ra đúng như vậy luôn. Trời ơi thiệt, tặng áo dây mà gì chi tàu em dữ vậy ông. Mấy chị comment rõ rõ lên giùm em cái gì cứ 60 xong mà thụt xuống 59. Ai cho thụt bia mà thụt miết vậy mấy má. Thiệt á. Ai thụt mấy má mà mấy má thụt gì mà tàu em dữ vậy ông. Thụt quá trời thụt à. Chơi gì kỳ quá kỳ à. Bộ này chị Ngọc Trinh có rồi. Chị Trinh có rồi. Nó giấu đồ cho cố vô. Nè bé, bây giờ kéo cái bao ra cho chị xã nè. Kéo cái bao đó ra cho chị xã. Rồi đây. Đây là cũng một loại mà giấu nè. Giấu giếm tình yêu nè. Đưa vô trong kia luôn cho khỏi lộn đồ. Bé bây lấy cái bộ riêu này trước đó. Bé bây bộ riêu chính tắc này cho chị Thu Hồi. Chị mua ở tay nó. Coi thử có bao gì đâu. Bộ đó, cái bao đó quanh vô trong cùng 17 rồi. Đúng rồi đó. Rồi xong. Rồi bây giờ cho em lên bộ vest. Bộ vest này cho mấy chị là 260.000. Mà có áo khoác dài nè. Cái áo khoác tay dài cho mấy chị nè. Sao nhiêu ạ? Rồi cái này của chị Xuân Yên nè. Xuân Yên 240. Xuân Yên hồi chiều có bill quá anh. Cái Thu Hồi gì? Lấy ra size L cho chị like em.
bộ vest này á mấy chị, bộ vest này là có áo khoác tay dài nha, bộ vest này là có áo khoác tay dài cho mấy chị nè, nhưng mà vải co giãn đẹp lắm quỷ mấy chị ơi, rất là đẹp luôn ha. Bộ này 260 chốt, xin lỗi mấy chị, xin lỗi nè, bộ vest tay dài kèm với lại chân váy quần nè, kèm với lại quần đùi, kèm với lại áo dây và kèm với lại vest tay dài là 280 không phải 260 nha. Chị nào chưa chốt bộ này thì chốt giùm em vest tay dài nha, vest tay dài kèm với quần đùi quý vị ơi, vest tay dài kèm quần đùi, quần đùi kèm áo dây kèm với lại áo vest tay dài ha. Cái này đi nắng được nè, cái này mùa này đi nắng là hơi bị thích hợp luôn á. Ủa em cũng nhiều lắm rồi đó, mượn tiền góp mua đồ khổ quá, chị nghĩ em không tốn tiền bán lại em khổ quá, ác ghê chị Trinh nè, thiệt á. Em buồn chị dễ sợ luôn á, lấy cái khăn lau nhúng nước cái bẫy lại lâu đây giùm con, bụi nó bay ra nè. Chuẩn bị em xả một bao hàng, nhưng mà chị nào hên thì mới trúng bao hàng này. Tại vì bao hàng này là bao hàng mà em chụp hình thì chụp hình nó có chỉ có size XL hoặc là 2 tùy cái bộ thôi. Đây cái bộ này hồi trưa này chưa đưa lên cho mấy chị coi nè, chị nào có không? Đây. Bộ này là bộ rêu rớt tay nhưng mà vải đẹp lắm. Bộ này nhúng nước các bạn. Bộ này là bộ rêu rớt tay. Và bộ này có tổng cộng 4 size dưới 72, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100. Cái bộ này dễ thương không? Nó may theo cái kiểu áo vest á mấy chị. Bộ này thì dễ thương cực kỳ. Chốt giùm em bộ rêu kèm số ký làm sao? Sao cái quần què? Đang bán ế nha, sáng giờ chưa bán được gì luôn á, đừng có sao. Anh ơi, sáng mai gửi bill của con Dung Nguyễn không có thu nha anh. Gửi bill của con Dung Nguyễn không có thu đi. Ờ, chuyển khoản rồi. Ờ, quần chip đen chị mặc vừa hình như còn được mấy cái á. Dung Nguyễn là con Jun mà cái vú bự bự, cái đít bự bự á. Rồi, chốt giùm em bộ rêu kèm số ký. Quăng hết đây con. Bộ rêu kèm số ký nha mấy chị nha. Rêu kèm số ký. Số ký kèm rêu. Rêu kèm số ký. Đây là quần chính tắc của bộ rêu nè. Trời ơi, em nói mấy chị cái vải nó đẻ lắm mấy chị. Em nói với chị là vải nó đẻ cực kỳ, đẻ vô cùng, tổ quốc ta ơi. Lấy mấy cái quần chip đen, bảy cho con mượn cái bao áo vú ơi bảy. Bộ rêu kèm số ký kèm bộ rêu kèm số ký kèm bộ rêu. Ai chốt ký, ai chốt bộ rêu kèm bộ rêu, ai chốt số ký kèm số ký, ai chốt cái gì, bỏ lên ghế cho con mà. Nè. Hai bộ này ly hồn vừa đâu, hai bộ này sai ha. Sai này cái đít của ly hồn không có vừa. Hai bộ này cho chị Hồng. Hồng gì ta? Chị Hồng gì ngồi tính sau đi. Lấy em nè, bộ rêu quần hay vá dạ quần chính tắc á chị Thu Hồi.